Em về có hai cặp mô bổ trợ lời dòng mô đen 21 các bác nhé. Made in USA đây, giá rất là hợp lý, ngoài 3 triệu thôi. Anh em nào lấy thì lấy luôn hai đôi được cho nó đẹp, hai đôi đều rất là đẹp. Rồi các bác nghe thử nhá, đây là dòng bổ trợ lời phục vụ các bác tăng thêm tiếng âm chung cho bộ dàn. Hãy chăng ba mẹ ngày qua ôm sầu, chắc mẹ khóc nhiều đau lòng vì con, say mê theo lời ngọt ngào mén cay, miệt mài thâu đêm hao mòn thân xác, xót thương ba mẹ đợi con mỏi mòn. Ngồi không sao không muốn, lại mang gông mà ngủ, tội tình chi thế này, đời sẽ đi về đâu, đời ai không lỡ bước, người ai chẳng lòng than, biết sai nên dừng lại, không bao giờ muộn đâu. Lúc giận lỡ lời ba mẹ cùng lo, thương con vô bờ có cần chi đâu. Trên con mình khôn lớn, sớm quay trở về tạ ơn ông trời. Nhớ nỗi nhớ nhà âm thầm từng đêm, ham chơi xa nhà làm khổ mẹ cha, chơi con về mái ấm. Cảm ơn ba mẹ vì con cả đời. Test cho các bác một đoạn thôi. Cơ bản hai em này là hai em bổ trợ lời cho tiếng Trung rất là hay sáng. Đấy, và có một cái nữa là em đều trùng seri. Đấy, cả hai rất là đẹp. Đó. Công suất em nó maximum là 50W. Bổ trợ lời đấy các bác nha, cao khoảng tầm khoảng 30 đấy. Bề ngang của em nó khoảng 20. Mặt sau này của nó sẽ là hai cái loa. Dòng này là căng liền, căng ra rút liền luôn, mình không có bóc mặt nha các bác nhé, rút liền luôn, dòng 21 là vậy, rất là đẹp, Made in USA. Đấy, anh em nào thích thì alo sớm cho em nhé.